can't keep be quiet. I want to be silent. You can't keep be quiet. If I pull your goodness, come on in here. Shabby shot. No way. You can't keep be quiet. Come, Pac-Man, I can show you the world. Pac-Man, ở đây. Should we try? I was no way. Mom, đi có mèo. Đi. Đi mèo có mèo. Đi có mèo. Hả? Đi có mèo. Con muốn đi với mẹ à? Wow. Chỗ này như chỉ có nhà cho rau. Hả? Có nhà rau. Trời, nó nói gì tôi không hiểu. Nói gì luôn trời. Nó chỉ có nhà rau nữa. Hả? Nhĩ khoa này tay. À, nhĩ khoa này tay thì sao? Nhĩ khoa này tay nè. À đúng rồi. Cái chỗ này là chỗ gửi hàng nhĩ khoa này tay phải không? Phải không? Giờ nó đi với tôi riết. Giờ tôi đứng ngay chỗ trước cửa cái chỗ hàng gửi hàng nhĩ khoa này tay. Là bây giờ nó chỉ thẳng cho nó nói là gửi nhĩ khoa này tay nè. Trời ơi trời. Phải không? Phải chỗ này là mày đi ship nhĩ khoa này tay cho cô chú không? Phải không con? Cô nói đây cái này đi. Bưu điện. Okay. Ship nhị hoa ngậy tay. Ship khoa ngậy tay. Cho cô chú uống. Cho okay, cô uống. Cô chú có sức khỏe. Sức khỏe. Cô chú đi làm. Cô chú đi làm. Có một ba đi làm. À ba đi làm nữa hả? Rồi mẹ có đi làm không? Không có đi làm mẹ ơi. Ủa mẹ không có đi làm mẹ hả? Mẹ sửa chai. Ờ mẹ làm sửa. Ba đi sửa chai mẹ sửa chai. Mẹ bà ba đi làm mua sửa chai còn mẹ đi làm mua gì? Chơi chơi nhưng mà mẹ làm gì? You can't keep be quiet. No, mẹ làm gì? Mẹ bán gì? Nhĩ khoa ngậy tay. Tiếng Anh là gì? Yeah. Rồi mẹ làm gì nữa? Mẹ còn làm gì nữa ngoài bán gì? Đây nè, con cần biết nè. Ngậy tay. Đúng rồi, mẹ bán nhĩ khoa ngậy tay. Mà ngoài bán nhĩ khoa ngậy tay mẹ còn làm gì nữa? Listen. Nói xong rồi mẹ cho. I want to be silent. You can't keep me quiet. Đây nè, ngoài bán nhị hoa ngậy tay thì mẹ còn làm cái nghề gì nữa? Yes, come on and try. Show me what's wrong with you. Mẹ mua gumbo. Cũng muốn mua gumbo phải không? Nhưng mà này nè, ngoài bán nhị hoa ngậy tay mẹ còn làm nghề gì nữa? Con nói đi, con nói mẹ làm YouTube. YouTube. Mẹ là YouTuber. Là YouTuber. Jay là gì? Jay có phải là Jay, you are YouTuber too. Yeah, daddy is YouTube. Đúng rồi, daddy cũng làm YouTube luôn. Phải không? Rồi nếu mà ai hỏi con á là mẹ làm nghề gì á thì con nói á là mẹ con làm YouTube. Nha. Yeah. Jay, con phải cần biết mẹ làm nghề gì nghe Jay. Come on and try shopping nowhere. Rồi mẹ bán gì nữa đây? Bán gì nữa? Hey, fat burger, goodness. Come on and try. Mẹ đấm hồ nè. You wanna hold it? Okay, mẹ bán cái gì á? Mẹ bán cái gì? Mẹ bán cái gì? I hold new way. Hát đó hả? Yeah, that tastes enough for new. No way. We are Chris Christopher. Now I know who new was. Who new was? I love my son. It's a double feeling. Mẹ đang chờ, oh, mẹ đang chờ cho cô chú đi ra bớt bớt chút. Mà sao cô chú đi bưu điện nhiều quá à? Thôi đưa cho mẹ. Oh, when sunrise and under one night. Hay quá nè. Điện thoại chay nè. Rồi cho mẹ lại nhị hoa ngày tay nha. Rồi cho mở điện thoại cho coi cho hát đi. I won't be silent. Jay can keep me quiet. Yeah, put that pillow there so the pillow can catch it. Trời ơi, giờ chơi xe cổ nữa hả chơi? Yeah, don't catch it. Trời ơi.
Did you try? You want to try pushing it back again? Let's see if you can do it. Anh kêu lúc giờ đừng đi ra ngoài chơi nhé. Rồi cô đeo đồng hồ cũng giọng dễ sợ. Oh, good job. Okay, Daddy's got to study, so. Đó, giờ tới giờ ba học bài rồi, ba bây giờ hết kỳ nghỉ hè rồi, ba phải học bài rồi chơi ơi. Nó Lucky mèo đồ ra ngoài nó nói no Lucky đó. Ui cha ơi hay quá. No Lucky. No. Lucky you can't. Trời, nó nói no Lucky you can't. Ý nó nói Lucky không được ra ngoài đó cô chú. Coi con gái ngứa mà đẻ nguyên nhóm kia trời. It's a big car. It's a big car, nó nói cái xe nó bự quá. Giờ là 7 giờ tối rồi ha. Cỡ khoảng 8 giờ cái mẹ cho chị ăn chén cơm. Rồi giỏi chưa? Ui trời ơi, nó thích vậy đó cô chú. Xong rồi bỏ chiếc xe vô, cái bấm cái bập cho cái xe nó chạy. Miết đó, có đầm đó khoái ăn rồi mặt đầm đó miết rồi. Ăn ăn riết rồi người ta tưởng con vô đồ cái mặt miết đó. Nó ăn cái Elsa miết bây giờ bởi vì con nít Mỹ ngộ ghê ha. Cô phim hoạt hình xong rồi cái nó khoái. Khoái người này người kia cái phải mua cho nó bình nước cũng phải Elsa. Cái đầm cũng phải Elsa. Rồi cái gì đó, cái bịch bánh ăn cũng phải có hình Elsa. Cái gì khổ dữ không biết. Gì vậy, nhìn thẳng đây. Rồi cái mền cũng phải Elsa, cái gối cũng phải Elsa. Ăn ngủ gì cũng Elsa. Cái gì vậy? Cái gì? Ngồi gì đó. Ngồi gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa sao tự nhiên con lấy cái đầm của mẹ ra rồi con ngồi lên làm sao? Ở trời trời, con is okay mommy nữa. Ủa con người gì vô lý vậy? Trời ơi, nó lấy cái ba đầm của Ngọc ngồi nó, Ngọc nói nó cái đó nó is okay mommy có nghĩa là không có gì đâu mẹ. Có được không? Cái gì? Không có gì hả? Trời đất. Nói chuyện không có gì hả con? Trời đất ơi, lấy cái đầm tôi ra lót nó ngồi nó không có gì, có được không? Rồi chừng nào mới có gì? Wow, hay quá. Don't do that to mommy. Nói tiếng Việt. Mommy, what's your goal? Nói tiếng Việt coi mẹ ơi, mẹ đừng làm như vậy. Ừ. Ok, sao mấy ngày nay mình không gặp Audrey ta? Audrey đâu rồi? Oh, it's okay, mommy. It's okay à, hả? Không gặp Audrey cũng it's okay luôn hả? Không sao luôn hả? Chứ con không nhớ Audrey hả? Con nhớ Audrey không? Dạ. Cái tài đeo đồng hồ cũng giọng vậy sao? Giống nhau. Giống nhau không con? Đâu giống nhau đâu, cái đó màu khác nhau mà, một cái màu xanh, một cái màu đỏ sao giống nhau được? Đúng rồi, hai đúng rồi, cái xe màu đỏ giống như cái đầm của mẹ, đúng rồi. Nó giống cái đầm của mẹ. Rồi giống cái gì nữa ta, cái gì chay đang đeo trên tay á, màu đỏ. Giống cái gì chay đang đeo trên tay? Con ngồi lên đó đó, tại vì con ngồi lên cái đó đó. Nên là con làm không được, con không được ngồi trên cái đó. Trời ơi, có cái đầm tôi mà nó làm mà y như. Rồi ấy xuống mạnh lên. Đúng rồi, thấy chưa, giờ con làm được rồi đó. Nó giống cái gì, cái xe đó giống cái gì con đang đeo trên tay á. Chị đang đeo cái gì á? Con nói đồng hồ. Không, không, đúng rồi mà. Đúng rồi, rồi bấm đi. Bấm xe chạy ra đi. Khôn ngay cho nó lấy cái gói nó chặn lại cho đừng đừng có đi xa quá. Đó, cô chú gọi nhị Hoa ngày tay nữa đây. Để chưa thì mày quay phim chay chay chút đi rồi mày bắt mà mày gọi lại cô chú sao? Ờ xe nó bự. Hả? Giống nhau. Giống nhau chỗ nào? Giống nhau. Giống nhau chỗ nào? Mẹ giống nhau. Giống nhau chỗ nào? Giống nhau. Giống nhau mẹ ơi. À giống nhau, giống nhau. Con biết giống nhau chỗ nào không? Dạ. Giống nhau chỗ này nè. Cái này với cái này giống nhau nè. Nó có cái sọc sọc giống nhau không? Sọc sọc giống nhau. Sọc sọc giống nhau đúng rồi. Nó mở cửa. Mở cửa là sao? Mở cửa này nè. Hôm qua mày dẫn chị đi coi xe làm sao, đẹp không? Có xe này nè. Ừ. Có xe này nè. Chị xích xe màu gì á? Xe màu blue. Màu blue hả? Màu blue giống nhau. Mọc luôn giống nhau luôn, cái chữ giống nhau của nó, nói chữ giống nhau muốn giọng nó ghê sao? Mẹ không gì mà nhỉ? Không, con tự làm. Con tự chơi, con tự làm chứ mẹ không có giúp.
Đúng rồi, bỏ vô. Con gái gì mà chơi khóa chơi xe có được không? Rồi, bấm đây. Bấm. Yeah. You did it. Ồ, rớt dưới gối rồi. Rớt dưới gối phải không con? Dạ. Thầy kiếm hả? Trời ơi, hôm qua đi chợ hả? Trời đất ơi, cô chú vô biết chay quá trời luôn. Cô chú mà đi trong chợ, trời đất ơi, chay. Có mấy cô kia ở nhà cách ra chợ 1 tiếng đồng hồ lận. Mà đi vô tình bữa nay đi gặp được chay. Cô có cái cô kia dễ thương lắm. Cô nói, đó, con chay đó, nó thương mẹ nó nhất trên đời đó. Dễ thương. Rồi, cái Camry. Cái xe đó không có ghế ngồi hả con? Chứ không có ghế ngồi vậy mình ngồi ở đâu? Không ngồi xe này. Con nói đi đu bánh xe. Nói lớn lên đu bánh xe. Đu bánh xe. Con nói không có chỗ ngồi thì mình đu bánh xe. Con làm đi. Trời ơi, khép chân lại chút. Trời ơi. Mày dịnh cho. Rồi làm đi, mày dịnh cho. Mạnh vô, mạnh lên, chay làm được mà. Thấy chưa, chay khép màng nhung lại chay. Đúng rồi, khép màng nhung lại, khép lại. Đúng rồi, ngồi vậy đó con. Đúng rồi. Trời ơi, khép màng nhung, đúng rồi. Con ta lịch sự lắm á. Trời ơi, hỏi mấy tuổi là chay tập tự đi ta? À, để coi 2 tuổi, vừa bước qua 2 tuổi cỡ chừng 1-2 tháng là bắt đầu chay, là cỡ chừng 26 tháng là chay, là chay đã không mặc tả nữa rồi. Tới giờ luôn, chưa bao giờ tối ngủ mà bị bất cứ một cái gì hết. 26 tháng tới giờ tự động đi. Có khi có ngày hôm qua tự nhiên dậy cái bị đau bụng, cái nói mẹ cũng muốn đi coi, mẹ vô mở đèn, mẹ mở tàn. Nói là vậy đó. Nhà tắm mà đóng cửa là nó lồng lộng, nhà tắm mà tắt đèn cái là nó muốn đi, là nó vô nó kêu mẹ mở tàn. Xong rồi cái mà nếu mà trong nhà tắm có cái ghế là nó sẽ tự động bắt ghế lên, nó mở đèn tự đi đó. Hay. Sao ra hả con? Mà nãy giờ mẹ có nói có đúng không hả? Trời. Có được không? Mới ngồi. Trời ơi. Ngồi xa sao? Cái xe con đang cầm màu gì á? Màu blue hả? Hai chiếc giống nhau, giống nhau. Hai ba. Con đếm thử coi có bao nhiêu chiếc xe dưới này, con đếm cho mẹ coi. Em không biết luôn. Con không biết luôn hả? Con không biết luôn hả? Mami không biết. Sao con tự làm đi. Ok, giỏi quá. Khép bánh màng nhung. Khép bà nhung nữa. Hả? Khép ánh màng nhung chứ không phải bà nhung. Biết ánh màng nhung là gì không? Nhìn thẳng. Để mày chở con đi bác sĩ khám mắt nha. Chứ bây giờ cứ ba hồi cái con nhìn ok, cái ba hồi cái con cứ nhìn xéo hoài. Con lúc này lúc kia nó nghe chay. Có lúc thì con đỡ, mà có lúc thì con không đỡ. Vậy cuối cùng là con có đỡ hay không? Hả? Giống như mẹ vậy đó, có lúc mẹ tỉnh, có lúc mẹ khùng. Vậy là mẹ tỉnh hay mẹ khùng? Hả? Nói mẹ nghe coi. Chay, con có nhớ cậu Tí không chay? Cậu Tí bên Cali á, nhớ không? Cậu Tí sao? Tí đâu hả? Cậu Tí đi ở bên Cali á, con của bà Thủy á, nhớ không? Cậu Tí mà con ngồi trên cái vali, cậu Tí đẩy con đi á. Cậu Tí, bữa cậu Tí đòi đưa con ra sân bay đó chay. Nhìn thẳng. Mau mốt đi qua cậu Tí chơi không? Đúng rồi, tự để xuống, đúng rồi. Hả? Để chiếc xe đừng có chạy xuống dưới, đúng rồi. Giỏi, gì nữa? Hồi nãy con phụ mẹ đi làm gì quên rồi. Nãy con phụ mẹ đi làm gì quên rồi. Đi sô-cô-la hả? Hả? Không phải. Không phải làm sao? Mà cái bài hoa nở không màu là ai hát?
Chay, cái bài Hoa nở không màu là ai hát? Chay, cái bài Hoa nở không màu ai hát? Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau một cuộc tình đã lỡ. Phải không? Sao? Thôi mày tắt cô chú nha. Thôi tắt cô chú nha. À để cô chú coi chơi chơi hả? Người hôm mốt con tự dựng camera lên, con ngồi con tự quay luôn đi chứ con bắt mẹ ngồi quay chi khổ dữ trời à. Mẹ quay hả? Con quay đi. Con quay đi. Con có quay. Con không có quay à. Giờ nó ăn rồi cứ bắt tôi cầm camera quay cho cô chú coi. Rồi tôi cúp máy cái nó nói mẹ muốn cô chú. Ngọc nó thề, Ngọc thề luôn á. Ngọc cúp máy cái nó nói mẹ thôi mẹ tắt máy nè, tắt nè. Không. Thôi tắt rồi. À không. Sao vậy? Không tắt nữa hả? Vậy thì sao? Cô muốn ai? Muốn cô chú, đúng rồi. Ngồi khép khép cái chân lại bớt chút coi. Không. Mới mốt không có cho mặc đầm mặc váy nữa đâu. It's good. Con nói tiếng Việt đi chứ con nói tiếng Anh á. Có mấy ông bà không có hiểu. Hiểu không? Mấy ông bà ở Việt Nam á, mấy bà cố rồi ngồi Việt Nam ngồi coi tivi chứ ngồi coi chay đó. Ngồi trên bộ dáng hay là nằm võng coi chay đó. Và mấy ông bà, mấy bà đâu có hiểu tiếng Anh đâu mà con nói tiếng Anh rồi sao mấy bà hiểu? Đúng không? Đúng. Ừ, sao? Đúng. Sao? Đúng. Có mấy chiếc xe. Đừng có ngậm tầm bậy không. Ok. Đi đâu? Ủa mua phẹt của chai đâu ta? Mua phẹt đâu? Ủa mua phẹt đâu? Đâu có thấy đâu cái đó cộng dây không à. Còn mua phẹt đâu? Thôi tắt cô chú. Hả? Muốn cô chú hả? Dạ. Muốn cô chú đi làm gì? Cô chú coi. Muốn cô chú coi hả? À coi. Không phải. Nó giống nhau. Giống nhau hả? Dạ. Giống nhau sao? Giống nhau. Có gì? Hai chiếc xe màu gì? Yellow, yellow. Màu yellow tiếng Việt là màu gì? Yellow. Tiếng Việt là gì? Màu vàng. Đúng rồi. Màu vàng. Hay dễ sợ cô chú. Hai kinh nữa, 22 kinh nữa. Bây giờ nè, nói cho cô chú nghe mẹ tên gì. Không phải mẹ tắt máy á. Không. Mẹ tên gì? Không có mẹ tên gì. Không có mẹ tên gì, mẹ tên bổ gì? Mẹ tên gì, bổ gì? Yes, you can. Nó nói ba ơi giúp con đó. Nhưng mà mẹ tên gì? Daddy play with me. Nó nói ba ơi chơi với con. Daddy has to study, baby. Ba phải đi học bài con. Nhìn thẳng, nhìn thẳng. Ba học bài. Ờ, ba học bài. Ba học bài để làm gì? Không biết luôn. Không biết luôn hả? Nhưng mà con biết mẹ tên gì nè. Nói cô chú nghe mẹ tên gì. À. Mẹ tên gì? Thôi tắt máy. Bye bye cô chú nha. Mẹ tên gì? Mẹ ơi. Bậy không à? Mẹ tên gì? Mẹ tên gì mẹ? Bổ gì? Bổ gì? Bổ ngạc. Bổ ngạc. Còn con tên gì? Con tên Dù Nhà. Con tên gì? Không có Dù Nhà. Con tên gì? Con tên gì? Con em yêu cha cha mẹ ơi. Em yêu cha của mẹ em ơi. Còn ba tên gì? Ba tên gì? Ba tên gì? Thôi bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Rồi chúc cô chú một ngày thật là vui vẻ. À không thì con nói ba tên gì? Ba tên gì? Rồi, bà ngoại tên gì? Ngoại tên gì? Bà ngoại tên gì? Chơi nỉ lì gây tay. Thôi bye bye cô chú nha. Ngoại tên gì? Ngoại tên gì? Ra sai làm gì? Ra ngoài làm gì? Nhưng mà bà ngoại tên gì? Thôi bye bye cô chú nha. Bye bye.
Rồi chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và hẹn gặp lại cô chú. Hẹn gặp lại cô chú vào những ai cái đó mẹ làm việc chuẩn bị, mẹ đóng hàng vô cho cô chú, đừng phá. Rồi chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại cô chú vào những video clip tiếp theo. Không hả? Giờ chơi này hả? Giờ chơi tóc tai cho cô chú coi phải không? Ok, giờ ngồi làm tóc đi. Quay thêm chút xíu nữa cho cô chú coi làm tóc nè. Ok, làm đi. Phải gỡ cái cục tóc ra, mới đầu phải gỡ cục tóc ra mới làm được. Con gỡ nhẹ thôi, một tay cầm, một tay gỡ, một tay cầm, một tay gỡ. Đúng rồi con. Một tay cầm mới ở trên cao, một tay gỡ ra để cho nó không có đau tóc mình. Con tự làm đi. Con cắt. Rồi con làm tóc đi, giờ con muốn làm gì? Make up phải không? Rồi. Ai mua này cho con vậy? Ông chú. Ai mua? Ông chú nào? Chú gì? Chú nào mua? Chú Lũ. Chú Lũ là bà gì? Chú Lũ. Rồi cô gì? Cô gì? Chú Lũ cô gì? Cô Nhung. Rồi. Cô hàng xóm, người ta đi ra vô kệ, người ta đi nhiều chuyện quá. Rồi. Cái đó là sấy tóc. Sấy tóc không bỏ đó, rồi làm gì nữa? Điệu lắm, nó điệu ve kêu luôn á. Chay nó đi, chay nó điệu ve kêu. Chay nó điệu ve kêu đi. Nó điệu ve kêu đi chay. Chay nó điệu ve kêu đi chay. Con mì be nè. Con mì be đâu? Rồi bỏ miệng ăn luôn. Ngon. Nấm. Dám mi? Rồi làm tóc đi, lẹ lên, mày cúp cô chú nè. Nãy giờ cầm mỗi tay quá đây nè. Mẹ quỳ. Quay, rồi chờ, rồi làm đi mẹ chờ. Vì là nỗi nhớ mãi đến sau cuộc tình đã lỡ phải không? Mẹ chụp tóc đi sao? À, cắt tóc đi. Nè, làm đi mẹ cho cô chú coi. Em phải. Thêm. Quá hay luôn. Chạy đầu nha, nó chạy đầu đó cô chú. Đâu? Ừ. Đâu? Mà sao? Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta. Hiểu mẹ nói gì không? Hiểu không? Trời ơi đẹp gái quá cô chú ơi. Không đẹp gái nữa. Không đẹp gái nữa, tới bây giờ kẹp nha. Ui cha ơi. Kẹp nhẹ thôi. Kẹp nhẹ thôi, đúng rồi, kẹp nhẹ thôi. Kẹp nhẹ thôi nha. Trời sao giờ bả mà đồ make up, đồ làm tóc, đồ này kia là bả ghiền luôn. Kiểu mìa. Cái mìa đó con, cái gương đó con. Rồi xong chưa? Chưa xong mà, kẹp nhẹ thôi, kẹp cho thẳng nghe chưa? Ok, xong chưa? Không có xong. Không có xong. Có mà thôi. Không có xong nghe cô chú nha. Khi làm nhẹ thôi này. Nhẹ thôi, đúng rồi, cái này nhẹ thôi. Để nó rối tóc quá không? Khi nhẹ thôi, không có làm. Rối. Không có rối, đúng không? Không, con nghe nè. Rối. Rối. R. Không dầu. No, không có dối. R. R. Rối. Rối. Lớn là rối. Rối. Không có rối. 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 Chạy đi. Làm nhẹ thôi. Làm gì? Nó chịu hoặc hỏi mình nói là nó muốn làm lại liền. Muốn nói là... Bây giờ con nói nha. Đi ra. Đi ra. Không có va. Ra. Ra. Nói đi. R. R. Ra. Không có R. R. Không có R sao? Đi ra.
Có lúc đó Ngọc dạy cho nó mà nó ngồi một tự một mình đó, nó tự nói luôn á. Tự nhiên cái mình ngồi mình hết hồn mình nghe nó tự tập lại. Không bị rối. Không bị rối tóc. Tóc rối. Đầu bù tóc rối. Con nói đi, đầu bù tóc rối. Thôi thì cái video clip tới đây đã xong rồi. Cảm ơn cô chú đã lúc nào cũng yêu thương ủng hộ và xem kênh Chay Xì Cay Hôi Xì Dơ đầu bù tóc rối. Chúc cô chú có một ngày thật. Cái gì? Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai nha. Bye bye. Không bye bye nữa. Không bye bye nữa hả?